Hello. Và bây giờ nè, ngày mai là ngày 20 tháng 10, là ngày của các bà, các mẹ. Sao giờ nè anh? Trả lời sao giờ chút sao? Đừng tắt nhạc, Rồi nè, ngày mai là ngày... Chán ghê luôn rồi đó. Im lặng coi giờ chú hỏi nè. Ngày mai là ngày của mẹ thì mua cái gì tặng mẹ? Hoa. Mua hoa hả? Mua hoa ở đâu? Con tặng mẹ con cái gì? Mua gì? Mua sắm là mua gì? Là hoa. Có mua quà tặng cho mẹ không? Dạ con rồi có nhà hôm nên con tặng mẹ cho. Rồi, giỏi quá. Còn con trai, con tặng mẹ cái gì? Hoa. Hoa hả? Rồi cô gái kia, con tặng mẹ cô cái gì? Dạ con tặng mẹ hoa luôn. Còn con, tặng mẹ cái gì? Hoa luôn. Thôi tặng bánh in đi, bánh bông lan kìa. Còn đây, con trai, con tặng mẹ con cái gì? Bánh pizza. Cái gì? Bánh pizza. Rồi nhưng mà ngày mai rồi có tặng hai bạn gái này không? Người ta cũng là con gái kìa, ngày 20 tháng. Hả? Chú đó cái tình cảm gì nhỏ lục lục đó. Rồi, ngày mai có tặng cho bạn gái này không? Có không? Đây, con trai. Rồi ngày 20 tháng 10 là ngày của bạn gái thì con tặng cho bạn cái gì? Con không có bạn gái nhưng bạn trong lớp học làm sao bây giờ ngày mai hai em mà tặng cho hai em cái gì? Tặng bánh. Nhớ nha, ngày mai lấy bánh nha. Nhớ chưa? Hai đứa nhớ chưa? Ngày mai gặp cái anh này lấy bánh, ảnh vừa mới hứa nè. Rồi hơn ngày. Còn con nhỏ này tên là Nhi, con nhỏ này tên là Quy, còn ông này tên là Tị, còn con là Tim. Tên Minh. Thì con ấy tại mà. Thôi nhảy tiếp đi, nghị phỏng vấn rồi chán quá. Phỏng vấn Trung Quốc à. Nhảy tiếp đi, nhảy. Nhảy. Vô nhảy coi, chú quay coi. Mới nhảy, bắt tay. Nè, bắt tay lại. Hey.